tại sao trẻ nhỏ thường hay bị sâu răng. Một số nguyên nhân thì có thể kể đến như sau. Thứ nhất là chế độ ăn uống có đường. Thức ăn và đồ uống chứa lượng đường cao là một trong số những nguyên nhân chính gây sâu răng. Trẻ nhỏ thường thích ăn kẹo, ăn bánh ngọt. Đấy, và đây là cái loại thức ăn mà gây ra cái tình trạng sâu răng nhiều nhất. Thứ hai là tự nhiên vệ sinh răng miệng không đủ. Trẻ nhỏ thì thường không chú ý đến việc đánh răng. Tức là các bạn ấy có hoặc là có đánh răng hoặc là đánh răng nhưng mà chưa đúng, chưa đủ cái lượng kem đánh răng cần thiết, thì cái việc không loại bỏ được hoàn toàn các mảng bám trên răng thì là một trong số những nguyên nhân gây ra sâu răng. Thứ ba là sử dụng bình sữa hoặc là cốc nước có đường khi ngủ. Thì một số thói quen như là uống sữa vào buổi tối này, cũng như là hoặc là sử dụng đồ uống có đường vào buổi tối thì cũng là cái tình trạng mà tạo ra các cái mảng bám ở trên răng và là một cái môi trường thuận lợi để cho vi khuẩn sâu răng phát triển. Thứ tư là thói quen mút tay hoặc là ngậm bình sữa. Thói quen này thì thường để có thể giữ cái đồ ăn trong miệng lâu hơn, tăng cái nguy cơ sâu răng hơn. Thứ năm là yếu tố di truyền. Một số trẻ có thể có nguy cơ sâu răng do yếu tố di truyền. Thứ sáu là khả năng tiếp xúc với floor thấp. Và floor giúp ngăn chặn cái tình trạng sâu răng bằng cách là làm cứng cái men răng. Khi mà thiếu floor từ thức ăn hoặc là từ đồ uống hoặc là từ kem đánh răng thì có thể là gây nên cái nguy cơ sâu răng cao hơn. Và thứ bảy là lớp men răng mỏng hơn. Trẻ em thì có lớp men răng mỏng hơn so với người lớn, vì vậy mà cái nguy cơ bị sâu răng đã cao hơn hẳn so với người lớn rồi. Thứ 8 là không tiếp cận các dịch vụ chăm sóc răng miệng. Thì các con thì thường hay có tâm lý là sợ đến phòng khám răng, và nên là cái việc mà tiếp cận cái chăm sóc răng miệng ở độ tuổi nhỏ thì cũng có phần hạn chế. Nên là cái việc mà giáo dục về vệ sinh răng miệng cho con này, khuyến khích các chế độ ăn uống lành mạnh, đưa trẻ đến thăm khám nha khoa định kỳ sẽ giúp cho giảm cái nguy cơ sâu răng. Đồng thời cha mẹ cần giám sát và hỗ trợ con trong cái việc chăm sóc răng miệng hàng ngày.